Không, với những món như chả giò thì cũng cần phải chiên để ăn thử để điều chỉnh gia vị vậy có tội không? Thì sư không thấy ở trong kinh có đề cập tới cái chuyện là khi mà nấu ăn á, là các vị đó có nếm thử không? Có, không có. Tuy nhiên á, là ở trong chú giải pháp cú nó lại có một cái câu chuyện như thế này, là khi mà vào thời Đức Phật quá khứ có một vị vua giao cho cái người ở dưới đó nấu ăn để cho cúng dường đến Đức Thế Tôn và tăng đoàn. Thì khi mà những vị này nấu thì những đứa con nít đó, nó tới nó xin. Thì những cái người nấu ăn này do thương con nít cho nên là cho tụi nó một miếng. Rồi về sau nó thành cái thói quen. Rồi các vị này về sau thì cũng thành cái thói quen là cũng ăn miếng như vậy đó. Thì thành ra là chư tăng ăn đồ ăn thừa. Tức là cái đồ ăn mình nấu trong nồi đó mà mình múc ra mình ăn trước đó, thì thành ra là chư tăng ăn đồ ăn thừa của mình. Và cuối cùng là những vị này là đọa địa ngục hết. Cho nên á, là mình phải tránh, là tránh cái gì? Tránh cái trường hợp là mình để chư tăng ăn đồ ăn thừa. Thì cái đó là cái chuyện không nên. Bây giờ làm sao để tránh bây giờ? Thì sư chỉ có một lời đề nghị thôi. Ví dụ như trước khi mà mình nấu á, mình cúng dường á, thì mình nên nấu trước. Nấu trước để mình canh cái công thức mình nhắm là bao nhiêu đó nước, rồi thì bao nhiêu đó đường, bao nhiêu đó muối, bao nhiêu đó bột ngọt, rồi bao nhiêu đó dầu, chẳng hạn như vậy. Mình có sự ước lượng, rồi tới hồi mình nấu thì mình cứ y như vậy và mình cho vào thôi, chứ mình không phải nếm lại. Thì như vậy cái món trước mà mình nấu mình nêm, đó là cái món khác. Mà cái món sau này để mình nấu để mà mình cúng dường, nó là cái món khác. Thì như vậy mình không phải lo. Rồi cái trong cái vấn đề này không biết là hai hai sư có cái kinh nghiệm gì Để không? cho tôi từ từ cái không tôi từ có đó. Mời đi đó, đi mời đi đi à, cái trùng hợp là mấy bữa trước cũng có cái người hỏi một cái câu hỏi, chứ nó cũng khá liên quan tới câu hỏi này, là thưa sư là hỏi như vậy, thưa sư là thí dụ như một người họ đem đồ ăn lại họ cái đồ sống á, cái đồ mà để chuẩn bị chế biến á, họ nhờ mình chế biến giùm, là mình giống như mình nấu ăn giỏi, họ là nhờ mình chế biến giùm đem lại vô thịt bò cá đồ này nọ gia vị các kiểu, giờ mình chế biến giùm như vậy mình nếm giùm, mình trong quá trình mình nấu đó mình nếm như vậy thì mình có phạm tội trộm hay không? Trộm cái gì họ cho mình, họ nhờ mình làm giùm chứ họ đâu nhờ mình ăn giùm. Thì vậy ở đây nó cũng tương đồng, nó cũng khá tương đồng với hỏi này, là có tức là ở đây mình phải hiểu á, mình phải hiểu ngầm cái câu này là khi mình nếm vậy mình có phạm tội ăn trước chư tăng hay không, thì cũng vậy thôi, khi mình nếm vậy mình có phạm tội ăn trộm hay không. Thì thưa quý vị, cái chức năng của đầu bếp là được quyền nếm thử, được quyền nếm thử là cái quyền đặc quyền của vị đầu bếp, nhưng ở đây mình coi chừng cái tâm mình nó nếm thấy ngon quá lúc cái nữa là xong nha. Lúc cái nữa hồi xưa thầy của tôi hay nhắc với bà bếp á, bị húp cái thì húp hai cái, có nghĩa là mình nấu canh chẳng hạn, mình nếm cái mình thấy đã quá, cái nữa là xong luôn á, lấy dân đầu các pháp. Mà cái tâm đầu tiên của mình á, cái tâm cái ý sân khởi đầu tiên là mình muốn nếm để thật sự là để biết là nó đủ gia vị, nó ngon chưa, ngọt gì chưa, nhưng mà nó ngon quá cái là cái tâm nó rất là nhanh, nó điên cái thương muốn cái nữa là cái tâm tham, mình hấp cái rồi một phút cái nữa là chết queo, là rõ ràng mình đang ăn trước chư tăng, đang ăn trước chư tăng. Nhưng trường hợp này nữa, cái trường một trường hợp này nữa là ví dụ mình thỉnh chư tăng về nhà đi, cái đồ mình nấu trong bếp chưa dân mà thì có thể ăn trước chư tăng hay không là chuyện, nhưng cái này nó thuộc về cái tâm linh, cái chút xíu là nó thuộc về cái chuyện là nó hơi bất kính chút, hơi bất kính chút là cái đồ dân chứ như chưa dân, nhưng mà cái đó cũng là chuẩn bị dân rồi mà mình ăn trước thì kỳ vậy đó, dạng vậy. Nhưng mà ví dụ như Phật tử vô chùa làm có quả đồ dân sẵn rồi bắt đầu vô nấu nó khác nữa, nhưng mà mình thỉnh chư tăng về nhà rõ ràng thịt cá này nọ tàu hũ dưa leo mình mua về mà chưa có dân, ông sư ngồi lên bàn rồi mình mới bưng mấy món ra trong lúc mình nấu thì chưa dân,
thì đó là của mình, thì cái đó cho dù mình hốt hết đi nữa nó cũng phải ăn trộm, nó cũng phải ăn giúp cho tăng, tại vì chưa có dân, chưa có dân thì không phải ông sư, cũng không có ông sư. Nhưng mà cái dạng là một cái nồi canh, một cái mẹt cá, một cái dĩa kho mà mình tắc ý đã dân chưa tăng rồi mà mình chưa dân, nhưng mà mình cũng mình trong giai đoạn trước thì nó cũng kỳ kẹt lắm, mất cái tôn kính đi. Còn còn cái vấn đề thứ nhất, cái vấn đề con mất rồi. Mở máy lên các nhớ rồi, với một cái vị đầu bếp, với một cái vị đầu bếp họ có được cái đặc quyền là thử trước món ăn một lần. Có những trường hợp á, tôi nấu ăn dở nè, tôi nêm hoài mà tôi hơn 2-3 lần mà nó chưa có ngon nữa. Nhưng mà với người đầu bếp giỏi, mẹ sư nè, nấu ăn bao giờ nêm mà ngon ngon lắm. Tức là họ bốc, họ ước lượng được, họ nấu quen tay rồi, ước lượng được cái gia vị hết và cứ lấy đầu quả vô nồi, không cần nêm, ăn ngon hơn là nêm nữa. Ví dụ như cái vị trong mình thấy trong phim kiếm hiệp, trong phim mà có vua chúa đó, cái ông thái giám mà ông ăn trước ông vua đó, món nào ra thái giám cũng lơ lụm miếng hết để biết có độc hay không. Thì không lẽ thái giám này nó phạm tội ăn trước ông vua, nó bị chém đầu rồi à? Đó là cái trách nhiệm, là cái trách nhiệm của một người đầu bếp khi mà nấu ăn là phải nếm cái để biết coi ngon hay không, ngon không À, ngon thì bổ nhưng sung. mà khoan cho tôi hỏi hỏi sư cái là cái vụ mà trách nhiệm này á, là nó ở y cứ ở đâu Để cái trách nhiệm nào biết ông, nhưng mà nó y cứ ở đâu, tức là y cứ ở trong kinh tạng hay là y cứ ở trong kinh nghiệm? thì cứ theo con cái nghề nghiệp, thì cứ À, theo rồi nghề nghiệp nha, rồi cái đó gọi là y cứ theo kinh nghiệm chứ không phải y cứ theo kinh tạng cứ theo rồi. nghề nghiệp ông có công kinh tạng cái đó nha. À Cái này là mình đang phân tích ở cái mức gọi là tự suy nghĩ thôi, à, thành ra trong cái đó kinh thì phải không có cẩn nhắc thận nha. cái chỗ nào gọi là ăn trước ăn sau nếm đồ ăn hết á. À, cái đó phải cẩn thận nha. Rồi biết sư Tự Tường có ý kiến gì không? Dạ cũng có, cũng có vài lời. Dạ quý vị, à, thưa thầy Đức, thì cũng xin nói trên tinh thần mà hòa hợp với câu hỏi này. Đầu tiên á, để bước vào phân tích câu hỏi này á, thì cái câu hỏi này á thoạt nhiên đọc qua thì có vẻ là nó là một câu hỏi dễ, hay là có thể là một câu hỏi có thể trả lời theo cái hướng mà gọi là yes no, có nghĩa là đúng hoặc sai á. Nhưng mà đây là một dạng thuộc tiếp câu hỏi mà thuộc dạng câu hỏi mở. Và cái câu hỏi này thuộc dạng câu hỏi về yếu tố tâm thì hơn. Có nghĩa là ban đầu để Đức Hạnh Tuệ nói về câu chuyện mà quyến thuộc của quá khứ của vua Bình Sa Vương này, đó rất là chính xác. Có nghĩa là ở đây Đức Hạnh Tuệ phân tích đó, về cái khía cạnh đó mà khi mình đứng ở vai trò một cái người đầu bếp nấu ăn, một cái người đầu bếp đó là họ là như thế nào, họ có phải là một người cư sĩ thuần thành không. Khi mà chúng tôi dùng cái từ từ mà gọi là đầu bếp cư sĩ thuần thành ở đây không á, thì quý vị phải tìm hiểu về thế nào là người cư sĩ thuần thành đó. Thì tại vì khi mà một người cư sĩ thuần thành đó, thì khi họ làm cái gì, không chỉ riêng nấu ăn, họ làm bất cứ cái gì để họ hộ tăng hay với vai trò các bí giá, thì họ đều có cái niềm tin nhân quả nghiệp báo, đều theo đúng cái lời Phật dạy, thần là Phật dạy. Cho nên họ sẽ tự động, họ sẽ biết. Cái cạnh thứ hai mà để Đức Hạnh Tuệ muốn nhắn gửi quý vị đó, là cái khía cạnh mà gọi là cái ranh giới mong manh. Tại vì cái điều này sư đã từng chứng kiến, như vậy sư từng chứng kiến rồi. Nghe như vậy là sư từng chứng kiến là lúc mà sư còn là sa di á, thì sư có hôm đó cũng phải xuống phụ bếp, thì cái phụ bếp đó cổ nấu ăn đúng không? Nhưng mà rồi cổ có cái tật, có nghĩa là vừa chưa dân chưa tăng, nhưng mà đã múc ra trước một phần rồi đúng không? Rồi xong cổ nói là cái phần đó là cái lý do gì đó sư không biết, nhưng mà cái lý do đó nó đã cổ cho là hợp lý đúng không?
Đó. Cho nên là cái vế đầu Washington Tệ nói của nó là không có sai, không có nghĩa là rất là chính xác, có nghĩa là cái muốn nhắn gửi vị là cái ranh giới đó, nó ăn rất là mong manh. Còn nếu mà quý vị là một vị cư sĩ thuần thành đó, như mình sẽ nói đó, thì nó điều đó không 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 cần nói thêm rồi. Và thứ hai là sư chánh tâm mà khi chia sẻ cái khía cạnh mà nội tâm đó, nó cũng rất là khéo léo chính xác, có nghĩa là cái nội tâm đó, khi một mình làm cái gì mình cũng phải tác ý một cách khéo léo. Chúng mình tâm có nói một cái điểm này mà sư cũng rất là đồng ý, có nghĩa là nếu quý vị nếm nếm ví dụ có những cái món ăn mà gọi là đặc thù, quý vị đặc thù á, tại sư cũng có biết, nghĩa là món ăn đặc thù mà nếu mà không nếm thì có nó sẽ có những cái bất lợi, đúng không? Nhưng mà nếu mà nếm mà không khéo như đã xin năm nói, nếu mà quý vị nếm ban đầu, đúng không, với một cái tác ý là ở đây mình hay là trước đó cái vị đó cư sĩ đó, vì cư sĩ đó mà khéo léo nha, khéo léo ở đây sư đang dùng từ cư sĩ nha, khéo léo nha, sẽ trình chức tăng, dạ bạch chị đại tăng xin khi còn nó ăn đó, xin cho phép con đó, còn nếm hoài như vậy, đúng không? Mà ngay cả ngay thời điểm mà mình nếm cũng phải cái nội sự suy xét nội tâm đó. Có nghĩa là nếm 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 với cái để mong chi tăng, để mong chi tăng là có một cái bữa ăn nó bữa hay bữa cúng dường thí chủ hay đó, rồi cái sự cúng dường của mình là nó được trọn vẹn hơn, nó được vun bồi thiện nghiệp, nó được tốt hơn, đúng không? Còn thì đó là đúng. Nhưng rồi nãy xin tâm có nói chi tiết là nếu quý vị khi mà nếm nếm xong, quý vị nếm xong mà quý vị nếm cái hình khắc thứ hai, quý vị nói là phê quá đó, cái như muốn nữa, cái ồ, sao ngon quá, để thêm nữa, hay nó lại khác nữa vậy. Cho nên là ở đây hai vị nói là đều đúng, có nghĩa có hai vị đều phân tích những cái cạnh rất là sâu sắc. Cho nên sư chỉ muốn bổ sung thêm cho quý vị hiểu rõ thôi. Và hai vị đều nói cái cạnh rất là sâu sắc. Rồi xin kết thúc câu trả lời. Dạ. Thì xin thưa quý vị đó, sư chợt nhớ ra cái kinh nghiệm của các vị trưởng lão khi mà dạy dạy các cái thế hệ trước, thì có dạy như thế này nè: khi mà nếm á, lấy một miếng là vừa đủ để nếm thôi, lấy một miếng vừa đủ để nếm, bỏ ra một chén riêng, rồi sau đó đó dùng cái chén đó đó mình nếm, là để mình biết là nó cái vị nó như thế nào, và sau đó đó đổ cái phần đó đi và súc miệng, nhớ không có nuốt. Tức là mình chỉ nếm, cái lưỡi mình chỉ nếm để mình biết cái vị nó đủ hay chưa, và sau đó súc miệng nhổ ra chứ mình không có nuốt. Thì đó là các cái vị trưởng lão có truyền đạt lại kinh nghiệm. Thì sư nghĩ là trong trường hợp này là mình có thể chấp nhận được, và quý vị có thể tham khảo. Xin mất tí xíu thôi. À, Thật ra đó cái này nó cũng vậy nè, khi mà quý vị là một người Phật tử thường thành và bị trân trọng cái sự cúng dường của quý vị đối với Chi Tăng á, thật đúng nó ra nó quý vị nói là cầu kỳ hay là ông sư làm màu. Thật ra đó cái thức ăn mà dâng cho Chi Tăng đó là đáng xứng đáng để đội lên đầu, đáng đội đầu. Và khi mà quý vị làm quý vị Phật tử thường thành và bị trân trọng Chi Tăng thì trong lúc nó ăn tự nhiên quý vị sẽ nhát rồi nếm luôn, nhát nếm và quý vị sẽ tự động nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề ở đây, mình hiểu cái vấn đề ở đây. Là mình nấu riêng trước hoặc là mình cái số lượng mình cân, mình lấy cân tiểu ly mình đo luôn á, mình đo cái gia vị luôn đó nha. Còn cái chuyện mà mình ẩu thì thôi bớt tay nó, mình ẩu mình uống đại vậy khác nữa. Mình xin qua câu hỏi mới. tôi nhớ tới cái bữa ăn của nàng Suchata và cúng dường cho Đức Phật á, cúng dường cho Bồ Tát trước khi ngài thành Phật. Là trước đó đó quý vị biết là ngài nàng là dắt sữa con bò, nhưng đặc biệt như thế này nè: là con bò đó, là ngày hơi sáng hôm đó, con bò con nó không dám uống sữa, nó không dám bú sữa của con bò cái đó, nó không dám bú luôn. Để là lúc mà lấy ra là cái sữa đó, là cái bầu sữa là còn nguyên trong cái ngày hôm đó mới đó, đó. Và nàng Suchata đó là nàng mới lấy cái đó rồi nàng nấu, nàng dâng, tức là nó gần như là nguyên vẹn luôn, nó tinh nguyên, nó đơn sơ như vậy đó. Đó cho nên là sư có đưa ra một vài để cho quý vị tham khảo Cho trả lời hỏi nữa. ha. Rồi. Sao qua hay nói nữa? Thấy thú vị quá, À rồi. thú vị cái là